Quý vị đang quay lại với bước nhảy Hoàng Vũ 2015. Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà người ta nói rằng ông trời rất công bằng, không cho ai tất cả và không lấy đi của ai tất cả. Câu chuyện kể rằng có một cặp vợ chồng bác sĩ giàu sang, sống trong một tòa lâu đài. Họ có tất cả những gì mà những người bình thường mơ ước. Nhưng khi người vợ có mang, chưa đến ngày sanh thì đứa con ấy đã không được ra đời. Vì là bác sĩ tâm thần, để chữa đi niềm đau mất con của vợ mình, ông đã dùng thuốc để cho vợ mình tìm cái ảo giác và quên đi thực tế. Trong ảo giác, cô ta vẫn mơ rằng con mình vẫn ra đời, vẫn được yêu, vẫn được nâng niu chiều chuộng. Nhưng khi thuốc tan đi thì thực tế phủ phàng, không có bé nào cả. Và cô ấy không chịu nổi với thực tế. Những liều thuốc tiếp theo cứ được liên tục sử dụng cho đến một ngày kia. Vì bác sĩ đó thấy rằng mình cũng cần phải sử dụng để cùng với người bạn đời của mình sống trong những giây phút ảo nhưng mà hạnh phúc thật sự. Và thưa quý vị, ngày nay chúng ta thấy tất cả những điều này là những bài học để chúng ta phải biết bảo vệ chính bản thân mình cho thế hệ tương lai. Nếu nhỡ trường hợp không may mắn xảy ra, xin chớ đừng buồn. Chúng ta hãy hy sinh tình yêu của mình cho những người xung quanh, hay nói rộng hơn, cho nhân loại. Và cũng không ngạc nhiên khi có những người đơn thân hy sinh cả cuộc đời mình vì hạnh phúc của người khác. Thưa quý vị, chúng tôi muốn gửi một thông điệp nhỏ qua tiết mục của cặp đôi mà họ đã rất trăn trở khi quyết định chọn tiết mục này. Bé Bảo Ngọc sẽ cùng với Hương Giang và Georgi Danev sẽ cùng cống hiến cho chúng ta bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. With you once again.
Hương Giang Georgi Ganev.